cái máy nông nghiệp này nè. Thứ nhất là nó giảm sức khỏe cho bà con, thứ hai là nó giảm vấn đề thời gian, nhưng mà rất là hiệu quả. Khi mình có được cái máy như vậy rồi, sản phẩm của mình gần như là thành phẩm rồi, mình chủ động hoàn toàn trong cái vấn đề mua bán. Bên nhà nước quan tâm tới nghề truyền thống thì tôi cũng vui, giống như là có cái động lực để cho tôi làm nghề. Hỗ trợ những cái máy công cụ chính xác như vậy á, sẽ giúp đỡ cho cái cơ sở tạo ra được những cái sản phẩm mà nó tinh xảo. Chúng tôi tập trung vào cái ứng dụng công nghệ cao và để làm giảm cái tổn thất sau thu hoạch và giảm cái chi phí đầu vào để cho người nông dân và làm cái tăng cái sức cạnh tranh. Trước yêu cầu đặt ra trong việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ máy móc, vật tư, thiết bị cho sản xuất nông nghiệp. Theo đó, tỉnh đã triển khai hiệu quả nghị quyết số 21 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với việc bàn giao các thiết bị, vật tư cho 9 dự án. Quyết định 3389 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và quyết định số 3488 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 7 dự án thực hiện mô hình cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch lĩnh vực trồng trọt. Quyết định số 1629 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2023, hỗ trợ các mô hình dự án như máy rửa cá, máy trộn, xay cá cho 3 hộ tại thị trấn Phước Hải, máy ép, nồi hấp, bánh hỏi cho 1 hộ dân tại thị trấn Long Điền, máy lọc rượu, vật tư, máy nấu rượu cho 2 hộ tại xã Hòa Long, lò tráng bánh bằng điện, hệ thống mái che, nâng đền, sửa chữa khu vực tráng bánh, sân phơi cho 10 hộ làm bánh tráng tại xã An Ngãi, huyện Long Điền. Các chương trình hỗ trợ nhằm giúp các hộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa trong quy trình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, góp phần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người dân. Lĩnh vực cơ giới hóa giao cho ngành nông nghiệp nói riêng thì là chúng tôi tập trung vào cái ứng dụng công nghệ cao và để làm giảm các tổn thất sau thu hoạch và giảm cái chi phí đầu vào để cho người nông dân về làm cái tăng cái sức cạnh tranh đấy là đối với sản phẩm. Cái thứ ba là đảm bảo về cái sức khỏe và đảm bảo giữ được cái môi trường. Đấy là những các cái mà cái mục tiêu mà chúng tôi tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và tỉnh là thực hiện cái nhiệm vụ này. Một trong số những chính sách hỗ trợ cho ngành nông nghiệp phải kể đến đó là Nghị quyết 21 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính sách được cho là đòn bẩy giúp các tổ chức doanh nghiệp có thêm điều kiện để phát triển sản xuất. Thực hiện Nghị quyết 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, nghiên cứu xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết. Hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị, xây dựng công trình hạ tầng, phục vụ liên kết. Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng mô hình liên kết điểm bao gồm chi phí mua giống, thiết bị, vật tư thiết yếu cho các hợp tác xã, trang trại nhưng không quá 1 tỷ đồng một mô hình. Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lá Xanh, huyện Long Điền là một trong 9 chủ thể được chọn để triển khai mô hình liên kết điểm, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất thu hoạch, chế biến gắn với tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao. Trong thời gian 3 năm, từ 2022 đến 2024, với tổng kinh phí 18,2 tỷ đồng. Theo Nghị quyết 21 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ mô hình này, đầu năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lá Xanh đã được hỗ trợ hệ thống máy xay xác lúa kết hợp đóng gói công suất 1 tấn 1 giờ, với kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2023, hợp tác xã cũng đã được hỗ trợ một máy hút chân không công nghiệp, một bộ máy cấy lúa ngồi lái Kubota và 1.200 cây mạ. Việc hỗ trợ từ Nghị quyết 21 giúp hợp tác xã mở rộng hoạt động dịch vụ, loại hình kinh doanh, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường, từ đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho thành viên và người lao động tại địa phương. Cái hợp tác xã Lá Xanh này được nhà nước ưu đãi một cái thiết bị này thì phải nói là nó
rất là tiện lợi. Vì khi mà thương lái đến đây nhận nước khô xong thì không phải cần chuyên chở nữa, mà coi như xây sát tại điểm này. Lúc đó thì người ta chỉ chở gạo đi thôi, thì nó phương tiện như là coi như gọn gàng hơn, mà cái về chi phí nó cũng rẻ hơn. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 21, ngành nông nghiệp cũng thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ trong cơ giới hóa nông nghiệp theo quyết định 3389 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và quyết định số 3488 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 7 dự án thực hiện mô hình cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch lĩnh vực trồng trọt. Chương trình đã góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại. Đầu tháng 2 năm 2024, ông Nguyễn Văn Dũng, xã An Nhất, huyện Long Điền được hỗ trợ thiết bị bay không người lái, phun thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ canh tác lúa thông minh, trị giá 800 triệu đồng, theo chương trình hỗ trợ thiết bị ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Thiết bị bay phục vụ cho việc phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa, giúp giảm lượng nước, tăng năng suất lao động từ 15 đến 30 lần, rút ngắn thời gian phun thuốc trên một đơn vị diện tích, giảm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật so với phun xịt thông thường. Việc hỗ trợ thiết bị nhằm giúp nông dân giảm tổn thất, chi phí vật tư, thời gian, bảo vệ sức khỏe cho người nông dân và tăng sức cạnh tranh, chất lượng cho sản phẩm. Cái máy nông nghiệp này nè, thứ nhất là nó giảm về sức khỏe cho bà con. Thứ hai là nó giảm vấn đề thời gian, nhưng mà rất là hiệu quả. Một mẫu ruộng xịt có 10 phút, 12 phút thôi. Thứ hai nữa là nó giảm bớt cái vấn đề mà độc tố của diện để qua quá chất của bảo vệ vật cho bà con, cô bác. Ở đây là người ta cũng thấy kết quả, người ta rất là tiêu chuẩn cái này. Cũng theo quyết định số 3488 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 7 dự án thực hiện mô hình cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch lĩnh vực trồng trọt. Cơ sở sản xuất bưởi của ông Trương Văn Úc ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, quy mô 60 hecta, chuyên trồng bưởi da xanh, được hỗ trợ một dây chuyền sơ chế, phân loại, xử lý, đóng gói bưởi trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Với việc đưa dây chuyền sơ chế, phân loại, xử lý, đóng gói bưởi vào sử dụng, giúp cơ sở giảm chi phí sản xuất và sản lượng hao hụt sau thu hoạch, tăng giá trị, chất lượng sản phẩm, từ đó giúp tăng doanh thu và lợi nhuận khoảng 67 triệu đồng một hecta một năm. Không có cái máy rửa bưởi, tức là công tác, công việc sau thu hoạch gặp rất là nhiều trở ngại, rất là nhiều khó khăn. Hầu như mình lệ thuộc hoàn toàn vào coi như là bạn hàng. Còn khi mình có được cái máy vậy rồi, sản phẩm của mình gần như là thành phẩm rồi, thì mình chủ động hoàn toàn trong cái vấn đề mua bán phía sau thu hoạch. Nghề làm bánh tráng An Ngãi có trên 50 năm hình thành và phát triển. Đến nay toàn xã An Ngãi có 128 hộ làm nghề sản xuất bánh tráng. Theo quyết định số 1629 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2023, 10 hộ sản xuất bánh tráng ở xã An Ngãi, huyện Long Điền được hỗ trợ các vật tư, trang thiết bị như hệ thống lò tráng bánh bằng điện, hệ thống mái che, nâng nền, sửa chữa khu vực tráng bánh, sân phơi với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Năm 2022, làng làm bánh tráng An Ngãi được công nhận là làng nghề truyền thống. Các hộ sản xuất bánh tráng tại đây đã từng bước nâng cao chất lượng và ổn định thị trường, đa dạng các sản phẩm như bánh tráng nem cỡ nhỏ, cỡ lớn, bánh tráng ớt, thu nhập bình quân mỗi hộ từ 9 đến 12 triệu đồng một tháng. Bên nhà nước quan tâm tới nghề truyền thống thì tôi cũng vui, giống như là có cái động lực để cho tôi làm nghề. Khi đợi tôi xong rồi tới thì con đi duy trì được cái nghề truyền thống của xã An Ngãi. So lắm trước thì cái lò này tráng nó ngon, nó cũng vừa ý lắm, làm cũng mau, nó lẹ, nó thuận tiện. Tôi tráng năm nay là 50 năm rồi, con cũng chuyện người cho con, và sau này nấu dòng lại con cháu cũng tiếp theo. Sản xuất sò ốc mỹ nghệ thành phố Vũng Tàu được công nhận là một trong 5 nghề truyền thống của tỉnh. Các mặt hàng lưu niệm, đồ trang sức đặc trưng như hoa ốc, tranh ốc, thuyền làm bằng vỏ sò, chuông gió vỏ sò, móc khóa, vòng tay, bông tai được làm từ vỏ sò, vỏ ốc, vỏ ngọc trai, sỏi đá, chủ yếu cung cấp cho các điểm du lịch trong tỉnh và một số tỉnh thành như Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hạ Long. Hỗ trợ những cái máy công cụ chính xác như vậy á thì là sẽ giúp đỡ cho cái cơ sở của chúng tôi là nói riêng, còn cái ngành nghề nông thôn nói chung á thì sẽ tạo ra được những cái sản phẩm mà nó tinh xảo, nó phức tạp và nó đủ đa dạng các mẫu để mà tạo ra được nhiều cái sản phẩm ra thị trường, cũng góp phần thêm cái nhiều việc làm hơn.
Việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề đầu tư trang bị máy móc thiết bị phục vụ sản xuất những năm qua đã góp phần thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. Đây cũng là đòn bẩy giúp thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.